Đầm Thị Nại, đầm lớn nhất tại tỉnh Bình Định với nguồn thủy hải sản phong phú. Đầm rộng 5.000 ha từ lâu đã là chốn mưu sinh của hàng vạn người dân theo nghề sông nước. Mặc dù cuộc sống của người dân nơi đây đang lao đao, môi sinh đang bị hủy hoại, đang khiến đầm Thị Nại khó còn là lá phổi xanh của thành phố Quy Nhơn, thì cuộc sống người dân làng chài nơi đây có một nhịp sống rất riêng, phụ thuộc theo nhịp con nước lên xuống của đầm. Theo chân những ngư dân ở xã Phước Sơn đi bắt cua cá trong đầm khi trời đã tối đen. Thời điểm người dân đánh bắt thủy sản trên đầm nhiều nhất là khoảng từ 8 đến 9 giờ tối hoặc rạng sáng. Đây là thời điểm tôm cá trong đầm đi ăn nhiều nhất. Trong bóng tối, dãy đèn pin lập lòe chỉ đủ soi cho người dân để gỡ cua cá mắc lưới. Nghi ngờ tôi là người làm ban đêm thì nói chung là đi cũng rất là vất vả. Về thu nhập thì anh thấy cái xe không? Nói chung là thì nó không đồng đều, nhưng mà cuộc sống thì nó cũng có thu nhập hàng ngày, nó cũng ổn định. Nó không khá lắm nhưng cũng đủ đủ sống trong qua ngày. Theo nhịp con nước lên xuống mà người dân khai thác thủy hải sản phù hợp. Ví như khi thủy triều lên thì người dân đánh bắt cua cá. Còn khi thủy triều rút thì họ khai thác ốc, ngao, nghêu, trùng biển sinh sống sâu dưới lớp bùn đất của đầm. Để khai thác được nhiều, họ buộc phải nắm nằm lòng về nhịp thở của biển. Thông thường, những người ven đầm khai thác hải sản bắt đầu từ 2 đến 3 giờ cho đến sáng. Những người phụ nữ này đã có mặt trên bãi đất nổi giữa đầm từ giữa khuya để đảo ngao, đảo nghêu. Có những người đã làm lũ cẩn mẫn gắn bó với nghề này đã trên 30 năm, nhưng thu nhập từ nghề cũng rất bấp bênh. Chị làm cái nghề đây đã được bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm. Hầu có trong giờ đều cũng 30-40 năm nay rồi chứ. Trước đây là mình làm một ngày là chị tính được bao nhiêu tiền mà? Hôm nay cũng cỡ 200, 150, mà hôm nay ít rồi, nên là cỡ 150, ai giống không mà 150, còn tem để lại. Trước đây chỉ cần một chiếc thuyền sóng nhỏ và tấm lưới, người đàn ông này có thể đánh bắt cá đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Giờ đây, trước nguy cơ cạn kiệt về nguồn thủy sản trên đầm, gia đình ông đã tính đến chuyển đổi nghề để mưu sinh. Con cua đây là từ một lạng tới lên bây giờ này là con cua này là chẳng qua vô trong lưới như này là con cua này rất lớn. Giờ này giờ người ta hả vừa khách mưu sinh rồi, giờ bà con của chúng tôi giờ cứ đi làm người khác chứ ngồi ra cái diện sông biển bây giờ là nó hơi cạn kiệt, thì tôi cũng nói với thưa cô vậy. Tìm ra một cái giải pháp để thay thế cho cái sinh kế của người dân, những người đã khai thác sống dựa vào cái vùng đầm này thì cũng đang còn khó khăn. Cho nên là mình cần phải kết hợp cái hai, vừa là kinh tế vừa là xã hội, đồng thời là cũng là có những cái quy định về cái quản lý của cái vùng đầm phá này, tránh cái tình trạng khai thác quá mức mà phá hủy hệ sinh thái. Từ bao đời nay, hàng vạn ngư dân vẫn bám vào đầm Thị Nại để sinh sống và phát triển, tạo nên cả một nền văn hóa sông nước. Ấy vậy mà, chỉ vì một chút hám lợi của một bộ phận người dân thiếu ý thức mà nguồn tài nguyên quý giá ấy đang dần mất đi.